Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn một bộ trình chiếu ở trong bộ Microsoft Office. Phần mềm này có tên là PowerPoint, là một công cụ của Microsoft giúp bạn trình chiếu các slide, các phần trình bày rất hiệu quả và đẹp mắt, đồng thời cũng dễ xử lý, dễ tạo file, dễ tạo các hiệu ứng. Để làm quen với PowerPoint, chúng ta sẽ bắt đầu với việc khởi tạo một file PowerPoint mới. Để làm việc này, trước tiên các bạn chạy khởi động phần mềm PowerPoint lên. Để khởi tạo một PowerPoint mới, các bạn chọn Blank Presentation, có hình ô màu trắng ở ngay trên màn hình khởi động. Các bạn lưu ý đây là PowerPoint ở trong bộ Office 2010. Khi chọn Blank Presentation thì chúng ta sẽ có một trang rỗng và chưa có bất kỳ hiệu ứng hay hình ảnh nào cả. Nếu muốn sử dụng các mẫu có sẵn để đỡ mất công tạo mới, các bạn có thể chọn các mẫu có sẵn bằng cách chọn File, sau đó các bạn chọn New. Tại phần New này có rất nhiều mẫu đã được hiển thị sẵn. Các bạn có thể search theo chủ đề mình muốn ở trên thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm là thanh có chữ Search for Online Template and Themes và có hình kính lúp ở cuối. Để tìm thì các bạn click chuột vào ô tìm kiếm. Sau đó các bạn tìm theo từ khóa chủ đề mà mình muốn tạo file mới. Ví dụ ở đây tôi tìm theo chủ đề Blue. Tôi gõ từ khóa Blue và nhấn vào hình kính lúp để tìm kiếm. Các bạn có thể thấy có rất nhiều mẫu có sẵn theo từ khóa Blue của chúng ta. Sau khi tìm thấy mẫu mà mình ưng ý thì các bạn click chuột vào mẫu và chọn. Sau đó chọn Create để khởi tạo. Như các bạn thấy ở đây, các thông tin các bạn có thể sửa. Ví dụ như phần Title Layout, tức là tên của file trình chiếu. Và các phần khác như Subtitle, vân vân. Để lưu bản PowerPoint vừa tạo thì các bạn click chuột vào dấu tắt phần mềm, tức là có hình chữ X ở góc trên bên phải. Sau đó các bạn nhấn Save hoặc Save As. Hoặc theo cách lưu chuẩn là các bạn chọn File, sau đó vào Save. Tại đây các bạn có thể lưu ở 3 chế độ: OneDrive, tức là các bạn save ở trên phần lưu trữ đám mây OneDrive của Microsoft. My Computer thì các bạn chọn lưu trên trình máy tính của mình. Và Other Place, tức là các bạn chọn một nơi để lưu. Sau khi tiến hành chọn lưu, các bạn lưu ý định dạng PowerPoint sẽ định dạng sẵn là PPTX. Tuy nhiên với các phiên bản PowerPoint trước 2010 thì khi đọc file PowerPoint này sẽ bị lỗi. Vì vậy các bạn có thể chọn chế độ lưu .ppt bằng cách phần Save as Type, các bạn click vào đó. Sau đó các bạn chọn phần PowerPoint 97-2003, tức là định dạng sao .ppt. Sau đó các bạn nhấn Save để lưu file lại. Thì khi các bạn lưu ở định dạng sao.ppt này thì các bản PowerPoint cũ như 97 hoặc PowerPoint 2003 đều sẽ đọc được. Tuy nhiên các hiệu ứng và định dạng đặc thù ở PowerPoint 2010 và 2013 sẽ không hoạt động nếu như bạn mở file đó ở trên PowerPoint phiên bản thấp hơn, ví dụ như 2003. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.